Dạ, hiện tại bên em đang đứng trên con đường Lý Thánh Tông của phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Hôm nay bên em giới thiệu đến quý khách một cái lô đất đường nhựa 10m thông từ Lý Thánh Tông sang Nguyễn Văn Yến. Cái hướng này ra 200m là mình ra chợ Phan Anh 4 xã. Và cái hướng ngược lại này là mình đi ra đường Tô Hiệu và chợ phường 20. Dạ, bây giờ thì mời quý khách cùng bên em di chuyển lên trên cái tuyến đường này để tham quan cái lô đất một sẹt của đường Nguyễn Văn Yến thông từ Nguyễn Văn Yến sang Lý Thánh Tông. Đường nhựa 10m thông có vỉa hè. Lô đất với cái diện tích ngang 4 dài 20m mình là lô gốc. Cách 50m là mình ra tới cái trường học Tân Thới Hòa, trường trung học cơ sở rất là lớn. Và mình cách khoảng 30m, 3 đến 40m là mình ra cái mặt tiền đường Nguyễn Văn Yến. Ở phía trước mình là cái đường trường trung học cơ sở Tân Thới Hòa. Dạ, lô đất của mình nằm ở phường Tân Thới Hòa, cách trường 50m, cách ngã tư 4 xã là 250m và cách ngay chỗ đầm sen 1km. Ở đây quý khách thuận tiện đi ra Lũy Bán Bích, Thạch Lam, Tô Hiệu vân vân. Tiện ích bán kính đầy đủ, mình gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại. Đây là con đường nhánh mình đi ra Tô Hiệu. Cái lô đất của mình có cái vị trí rất là đẹp. Với cái diện tích 420 lô gốc, lộ giới bên hông xây đủ. 30m là mình ra mặt tiền Nguyễn Văn Yến. Và cách 50m là mình tới cái trường trung học cơ sở Tân Thới Hòa. Hiện tại giảm giá 350 triệu so với giá khởi điểm ban đầu. Vị trí lô đất rất là đẹp. Bên hông mình là con hẻm 8m, khu bên trong là khu nhà cao tầng. Ở đây khu an ninh dân trí. Đường là đường nhựa 10m thông và có vỉa hè. Để tham quan lô đất này trực tiếp, làm việc chính chủ cũng như cập nhật cái giá tốt nhất, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình. Sổ hồng riêng đầy đủ, ngân hàng hỗ trợ mình vay trên 80% giá trị căn nhà. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những cái sản phẩm mới từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.